Linh hồn về nhà sau 7 ngày đã chết. Tiết lộ làm lễ siêu độ cũng không giảm được nghiệp chướng do bất hiếu đã tạo ra. Đặng Hiểu xin kính chào quý khán thính giả của TCT. Sau khi chết, con người chúng ta sẽ đi về đâu? Có phải xuống địa ngục như trong dân gian vẫn thường nói không? Theo Kinh Địa Tạng ghi chép, thần thức của một người sau khi chết hầu hết phải trải qua giai đoạn trung gian. Tuổi thọ của sự sống sau khi chết tối đa là 49 ngày. Sau đó, người chết sẽ thọ sinh vào một cảnh giới tương ứng với nghiệp lực mà họ đã tạo ra. Ngày thứ 7, sau khi con người mất đi, được gọi là đầu thất, cứ tính lần lượt theo thứ tự tổng cộng là 7749 ngày và cứ hết 7 ngày được tính là một tuần thất. Trong tuần thất đầu tiên, thời gian linh hồn được trở về dương gian là từ giờ Tí tới giờ Hợi. Vào thời gian này, linh hồn sẽ được quỷ đầu trâu mặt ngựa, bốn vị quỷ âm sai bảo vệ đưa về dương gian để thăm người nhà. Vậy nên, có rất nhiều trường hợp vào thời gian này, người nhà có thể nhìn thấy hoặc cảm nhận được người đã khuất trở về nhà. Có người thì mộng chiêm bao nói chuyện với họ. Sau đây, Đặng Hiểu xin được kể lại một câu chuyện có thật của một người phụ nữ họ Châu, 40 tuổi, đã gặp lại linh hồn của mẹ mình vào ngày thất tuần đầu tiên. Điều đáng nói là nó không chỉ giúp chúng ta hiểu biết hơn về những gì linh hồn phải trải qua sau khi chết, mà còn làm cho những kẻ trong vô tri mà hành ác phải giật mình sửng sốt. Cuộc đối thoại với linh hồn người mất. Trung thu năm 2009, mẹ cô bệnh nặng qua đời. Nói về nguyên nhân bệnh tật của mẹ thì quả là đau buồn. Đó chính là do em dâu cô một lần cãi nhau với mẹ khiến bà uất ức quá mà sốc chết. Em dâu cô là một người không hiếu thuận với cha mẹ chồng. Cãi nhau với mẹ chồng là chuyện như cơm bữa. Bố chồng bị liệt nửa người, cô cũng không bao giờ quan tâm để ý. Sau khi mẹ chồng mất, cô con dâu cũng không hề có chút ăn năn, hối hận. Vào giữa đêm ngày thứ 7, một mình cô ngồi ngoài phòng khách ôm ảnh mẹ. Cô nhớ lại những yêu thương mà khi còn sống, mẹ dành cho cô. Vì đau buồn mệt mỏi, cô ngủ thiếp đi. Lúc này, cô đột nhiên nghe thấy tiếng mẹ đang gọi. Cô giật mình tỉnh lại. Mẹ đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Nhưng bộ dạng của mẹ khiến cô giật mình. Mẹ cô vẫn mặc bộ đồ trước khi đi, nhưng xiềng xích đầy người. Nhìn bà có vẻ rất đau khổ. Cô phải lấy hết can đảm mới dám hỏi. Mẹ, có phải mẹ không? Mẹ cô trả lời con gái, sau khi mẹ chết, mẹ nhìn vọng hương đài, thấy con mẹ thật sự rất đau lòng. Ngày nào, mẹ cũng khóc rất nhiều. Đêm nay là đêm hồi hồn, nên Diêm Vương đồng ý cho quỷ đầu trâu mặt ngựa đưa mẹ về thăm con. Cô nhanh chóng hỏi, mẹ, mẹ nói vọng hương đài quỷ đầu trâu mặt ngựa là cái gì? Mẹ cô trả lời, vọng hương đài là sau khi chết thông qua nó có thể nhìn thấy tình hình gia đình trên dương gian. Quỷ đầu trâu mặt ngựa là người bảo vệ địa ngục, họ giống như cảnh sát ở trần gian. Họ đang ở ngoài cửa đợi mẹ, mẹ sắp bị đưa trở lại địa ngục để chịu cực hình rồi. Mẹ ơi, sao lại bị đưa vào địa ngục chịu cực hình? Con à! Sau khi chết, mẹ mới biết lỗi lầm của mình lại lớn đến vậy. Mẹ mất sớm như thế này chính là vì em dâu con đã khiến mẹ tức chết. Đó cũng chính là quả báo mà mẹ phải chịu. Ngày mẹ còn trẻ đã từng đối xử tệ bạc với bà nội con. Ông nội mất sớm, bà sống cùng cha mẹ. Bà làm gì không đúng là mẹ nổi cáu và la mắng bà rất thậm tệ. Bà sợ mẹ không khác gì chuột sợ mèo. Thậm chí còn không dám thở mạnh. Lúc đó mẹ rất đắc ý, cảm thấy mình đúng là một người chủ nhà. Mẹ nói một thì bà không dám nói hai. Có một bí mật mà con không biết, đó là bà giận mẹ rồi sinh bệnh mà chết. Trước hôm mẹ mất một ngày, mẹ nhìn thấy quỷ đầu trâu mặt ngựa mang xích sắt đến chói. Mẹ đã hét lên rất to, các con đã tưởng mẹ gặp ác mộng. Chính lúc đó, linh hồn của mẹ đã bị bắt đi rồi. Đến địa ngục rồi mới biết, thì ra không hiếu thuận với cha mẹ lại tạo thành tội nặng như vậy. Lúc này có tiếng bước chân chồng cô từ trong phòng bước ra. Anh ấy nói, em đang nói chuyện với ai? Với mẹ ạ.
Mẹ hôm nay về thăm em, mẹ đâu? Sao anh không thấy? Em dạo này quá buồn đau nên bị ảo giác à? Không phải, hôm nay là đêm hồi hồn, ngày mà mẹ về thăm nhà, em đang nói chuyện với mẹ mà. Anh không thấy mẹ đang đứng kia sao? Anh không thấy gì cả. Mẹ, sao anh ấy nói không nhìn thấy mẹ? Chồng con không thể nhìn thấy mẹ, con gái à. Mệnh của con cũng rất khổ, nghiệp mà cha con tạo ra cũng đang cấp lên người con, nên mới lấy phải một người chồng gia trưởng độc đoán như nó. Lúc này chồng cô lôi cô về phòng, cô không muốn đi. Chồng cô đột nhiên hét lên nói, có ma, liền chạy bụp mạch vào phòng, đóng sập cửa. Mẹ, anh ấy làm sao vậy? Người mẹ quay ra ngoài cửa, nói cảm ơn đã để tôi nói hết mọi chuyện với con gái mình. Rồi bà quay vào nói tiếp, chồng con bị quỷ đầu trâu mặt ngựa dọa sợ rồi. Không phải mẹ bị họ trói và dẫn đến đây sao? Sao họ còn giúp mẹ và con? Con gái ngạc nhiên, đó là trách nhiệm của họ. Hôm nay mẹ kể ra câu chuyện của bản thân mình là để sau này con kể lại cho mọi người. Hy vọng họ biết được tội bất hiếu là nặng như thế nào. Cũng mong muốn những người con bất hiếu sẽ biết ăn năn và hối cải, nếu không sau này cũng sẽ bị đẩy xuống địa ngục, chịu cực hình giống mẹ hôm nay, thậm chí còn bị đun trong vạc dầu nữa. Cái gì? Vạc dầu ư? Con tưởng nó chỉ là đồn thổi, không ngờ đây lại là sự thật. Con à, làm sao mà không thật được? Người ác nhất định phải vào địa ngục. Họ không tin vào luật nhân quả và không sợ bị trừng phạt. Vì vậy, họ việc gì cũng dám làm. Mai hai chị em con đi mua một phần mộ đi, vì cha con cũng không còn sống được bao nhiêu ngày nữa. Mẹ ơi, sao mẹ lại nói thế? Tội của ông ấy cũng không nhẹ chút nào. Khi mẹ mắng bà nội con, ông ấy không những không can ngăn mà còn hùa vào mắng chửi bà rất thậm tệ. Ông ấy cũng chính là người con đại bất hiếu. Nhưng cũng có một lần mẹ trách mắng bà nội, bố con đã đánh mẹ một trận đòn như tử. Ông ấy rất cục xúc, đáng sợ, đến quỷ thần cũng phải lắc đầu vì ông ấy. Quan cai ngục dưới đó khinh miệt nhất chính là tội vũ phu, bất hiếu, dâm loạn. Mấy năm trước, ông bị trúng gió liệt nửa người. Đây cũng là nghiệp ông ấy tự tạo ra. Hơn nữa, ông ấy sống không được con cái nhòm ngó, chết đi còn bị đầy vào địa ngục, chịu thống khổ, thật đáng sợ. Nhưng mà làm sao có thể như thế được? Khi mẹ còn sống, tuy đối xử không tốt với bà nội, nhưng mẹ đã làm rất nhiều việc tốt mà. Trận động đất năm vừa qua, chả phải mẹ cũng quyên góp rất nhiều tiền đó thôi. Mẹ cũng không thể tính là người xấu, sao lại có thể bị chịu trừng phạt được? Con à, sao có thể hiểu được làm chút việc tốt không thể bù lại tội bất hiếu được đâu? Con nghĩ xem, một người con bất hiếu chắc chắn không phải là người tốt thật sự. Mẹ khuyên tiền cho bà con bị nạn là vì mẹ sợ dì Út nói mẹ ki bo. Nhưng mẹ cũng không ngờ rằng từng ý từng niệm của mẹ đều bị ghi chép lại. Quan ngục nói cả đời mẹ làm rất ít việc tốt, có làm gì thì cũng chỉ là mấy việc nhỏ hoặc chỉ là giả làm việc tốt. Vì thế làm sao có thể bù đắp được tội đại bất hiếu kia? Mẹ ơi, con phải làm gì để mẹ bớt chịu khổ? Con lên chùa làm lễ siêu độ cho mẹ nhé. Nghe nói siêu độ có thể khiến người đã khuất giảm bớt tội nghiệp, thậm chí còn có thể được lên thiên đường. Nếu ai cũng lên chùa làm lễ siêu độ cho người thân bạn bè để được lên trên trời, còn không phải chịu cực hình nữa. Vậy thì trước khi chết, đưa tiền cho con cái đi siêu độ là đều được lên thiên đàng, trên trời. Sao có người xấu được con? Con cái muốn thể hiện hiếu tâm có thể đi siêu độ cho cha mẹ, ông bà đã mất. Như vậy cũng không sao. Nhưng tốt nhất là con nên làm nhiều việc tốt, hết lòng giúp đỡ người khác, khuyên bảo người đời hành thiện. Như vậy mẹ mới được giảm tội nghiệp. Các thẩm phán dưới địa ngục cũng nói con là người có duyên với Phật. Sau này con sẽ bước trên con đường tu luyện. Con nhớ phải tinh tấn thực tu. Con tu thành viên mãn, mẹ ở dưới này cũng sẽ được đắc cứu. Lúc đó, mẹ mới thực sự được lên thiên đường.
con gái à, đến giờ quỷ đầu trâu mặt ngựa đang giục, mẹ phải đi đây. Mẹ, tại sao con không nhìn thấy họ? Con ngốc à, con tốt nhất là không nên nhìn thấy họ. Họ là hung thần dưới địa ngục, họ chuyên trừng phạt những kẻ hành ác, chỉ có người ác mới phải gặp họ. Vâng, con nhất định sẽ làm theo lời mẹ dạy. Mẹ cứ yên tâm đi. Sau đó, cô Châu lập tức ghi lại những lời mẹ cô dặn, hy vọng có thể truyền câu chuyện của mẹ cô đến tất cả mọi người để thức tỉnh những người con không hiếu thuận với cha mẹ, ông bà. Cô còn nói chồng cô trải qua chuyện ngày hôm đó cũng đã tin vào sự tồn tại của thần Phật, ma quỷ. Thế mới nói, chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Suy cho cùng, con người chúng ta là do thần Phật tạo ra, chứ không phải do loài thú mà tiến hóa thành. Do vậy, con người mới cần có đạo đức để ước thúc, chứ không thể sống theo bản năng giống như động vật. Khi chúng ta không hành xử theo đạo đức mà thần Phật đã đặt ra, thì chính là tạo nghiệp nên mới phải trầm luân trong cõi người mà chịu khổ. Luân hồi chuyển kiếp bao đời, rốt cuộc là vì điều gì? Những ân oán, nghiệp nợ mà con người kết với nhau, tất cả đã tạo thành những mối duyên nợ khó phân khai. Duy chỉ có bước trên con đường tu luyện chân chính, dùng tâm từ bi và ánh sáng của Phật Pháp để hóa giải và thiện đãi những mối quan hệ phức tạp mà bao kiếp luân hồi chúng ta đã kết, từ đó tìm ra ý nghĩa chân chính vĩnh hằng của sinh mệnh. Cuối cùng, Đặng Hiểu xin kính chúc tất cả những người có duyên sẽ kết được thiện duyên, sống biết yêu thương, thiện lương. Chúc quý khán thính giả tìm được lời giải cho riêng mình trong kiếp nhân sinh. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Đặng Hiểu chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.